Ok, hello các bạn nha, lại là mình Toàn Yolo các bạn. Hello các bạn nha. Ok các bạn, thì ngày hôm nay các bạn, thì các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết đúng không? Thì mình sẽ tặng cho vợ mình món quà bất ngờ các bạn. Tại vì sao các bạn? Tại vì sao? Tại vì ban tặng ngày hôm nay có ra cái đồ mới nè, nhưng mà hiện tại là bên cái hạt của vợ mình á, mình nhớ hôm bữa mình có vô là hình như là hết kim cương các bạn. Bữa nay mình sẽ tặng cho bạn cái món quà bất ngờ, là không những là cái gói này đâu các bạn nhé. Giờ các bạn xem thử coi là cái gói gì nha. Nhưng mà trước khi mình tặng cho bà thì bây giờ mình sẽ mua cái bộ đồ ram này, mình mặc thử cho bạn xem coi như thế nào nha. Mấy bạn thấy gì thôi, chứ tại biết sao không, trong này nó có chỉ có nón với lại cái áo thôi mọi người. Nó không có, nhất định không có dép nè, nó cũng không có tóc luôn, cũng không có cái mặt luôn, thì không biết mà các bạn mặc vô nó sẽ như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ mà mua mặc cho thử các bạn nhé. Nhận luôn. Ủa sao nó có cái nhìn nó giống gái vậy ta. Cho các bạn thấy không, cái áo chỉ có cái này thôi, nó không có đồ dài vậy không. Nếu mà các bạn mua không á mọi người, nếu mà mua không nó sẽ như thế này nè. Nói chung thì cũng được mọi người, nói chung là cũng không tới nổi nha. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn kết hợp với cái bộ đồ này á, cộng thêm với những cái khuôn mặt mà xịn hay là tóc xịn, các bạn nó sẽ gọi là đẹp trai hơn nha mọi người nhá. Chẳng hạn như cái tóc này, mình sẽ đổi cái khuôn mặt khác nha bạn ơi, tóc mặt này, hoặc là thêm cái đôi giày đó bạn. Hồi nãy trong cái gói đâu có đôi giày đâu. Đây, tôi kiếm đôi giày khác cho nó phù hợp hơn nha mọi người. Giày trắng thì tôi không có mọi người ơi. Bây giờ tôi đeo cái đôi giày nào mà nó tương tự thôi nha các bạn. Đó, thấy chưa? Nọ mà các bạn thấy như vậy thôi chứ gọi là sao ta. Nếu mà các bạn mua về mà các bạn không có cái giày hay là cái tóc hay là cái mặt là cái kiểu như mình, nó rất là xấu luôn các mọi người. Kiểu như kỳ kỳ sao á. Bộ đồ này khá đẹp, trăm rưỡi kim cương cũng đẹp. Ê, hình như là bà vợ tôi mới kêu đúng không? Ở đâu vậy? Kè bắt lại, kè thích chịu rồi. Cái gì vậy? Alo. Anh ơi, cứu em vụ gì nữa? Cái vụ gì nữa? Hết kim cương đúng không? Bộ đồ đẹp quá mà em hết kim cương. Giúp em kiếm kim cương đi hả? Trời ơi, rồi ok, được rồi. Ok, được thôi, để tôi. Rồi, bữa nay ấy với người ta. Ok mấy bạn, bây giờ mình sẽ vô đặt dạo của mình gửi cho vợ mình món quà bất ngờ các bạn nhé. Đi thôi. Thì nãy giờ mình nói với bạn nghe thì vợ mình không có nghe đâu, rồi mình chỉ bả tưởng tượng là bả kiểu như bả nói là chắc lẽ là mình trả lời mình trả lời bả rồi á, thành ra là bả nói gì thôi chứ bà mình nói mà không có nghe nha mọi người, mà bả không biết mình tặng cái món gì đâu. Bây giờ mình sẽ vô tặng nha. Đi thôi. Ok các bạn, thì mình đã vô đặt dạo của mình thành công các bạn nhé. Trời ơi, bữa nay bả đeo cái tóc với cái này, mặt này tính ra nhìn kỹ dễ thương với người ta, cute với người ta. Rồi bây giờ tôi sẽ, hồi nãy bắt kêu tôi là kiếm cương cho bả mọi người, bây giờ mình sẽ kiếm nha mọi người ha. Ok các bạn, thì mình thấy trong nhiều thành tích là có cái gì đây, nấu ăn hả? Ủa nấu ăn mà sao không nhận ta, không nhận để tôi đó. 10 kc nè, với đây 3 kc nữa nè, còn ở đây là 5 nữa nè. Trời ơi, quá trời kim cương luôn, không nhận ha. Ủa cái này là sự kiện mới hả? Cái gì đây, nhận lực thích từ người khác ha. Ok rồi, các bạn cũng thấy rồi đó, hiện tại là vợ mình cũng hết cách để kiếm kim cương mọi người. Những cái cách khác thì mình cũng đã chỉ các bạn rồi đó. Bây giờ trước khi mình làm cái kia tặng quà bí mật, bây giờ mình sẽ nhận cái này thử coi có nhận được 100 kim cương không các bạn ha. Rồi đợi xíu nha. Đây mình sẽ nhận nè, nhận luôn đó, 7 kim cương các bạn nhớ nha. Xong mình mở hộp này có kim cương không nè, có kim cương không? Không có kim cương, hộp này thì sao? Chô, ôi 7 kim cương nữa thôi là 14 kim cương thôi mọi người đó. Chứ không có cái kia các bạn. Các bạn nào mà muốn kiếm mà lên kim cương nhanh thì các bạn có thể nhận trong gốc kia. Nếu mà bạn may mắn thì một ngày bạn nhận có thể là 114 kim cương ha. Rồi về có món quà bí mật đó, thì bây giờ mình sẽ lựa chọn món nào bây giờ ta. Nói gì thôi chứ tôi cũng chưa biết tặng cái gì cho vợ tôi mọi người. Thì cái gì liên quan tới có kim cương đó nha. Kim cương hiện tại là có cái gói dưới này nè mọi người đâu bà ta. Cái gói, ủa cái gói mà ở đây nè, cái gói này các bạn, thì cái gói này hơi đắt quá. Mình tặng một gói này 400 mà cái gì 200 mà được có 400 kim cương thì đúng hơi đắt mọi người nha. Tôi nghĩ là tôi sẽ tặng cho vợ tôi mấy gói kim cương các bạn. Rồi vô luôn. A few moments later. Rồi các bạn, thì mình đã tặng cho vợ mình rồi nha. Giờ mình coi cùng con các bạn ha. Đây thì ủa này gì vậy, đây dưới này nha mọi người ha. Đây thì mình tặng cho vợ mình hai cái gói sản phẩm kim cương mọi người ha. Thì không biết là mình nhận tổng cái này mình sẽ được bao nhiêu kim cương ha. Hiện tại là mình đang có 200 kim cương nha mọi người. Để tính ra cái nhà của bạn vừa, nhà của bà hơi nhỏ mà cũng hơi bừa bộn nha. Chơi game mình như là cũng ít chơi mọi người. Vợ mình rất chơi game đó mày, kiểu như khi nào vô kiểu hỗ trợ mình quay clip hay là làm gì đó hả các bạn, chứ cũng ít có chơi lắm. Thành ra các bạn thấy ít online lắm mọi người ha. Rồi bây giờ mình nhận coi được bao nhiêu kim cương nha. Đây cái gói đầu tiên sẽ được 60. Cái gì vậy trời? Cái này cái hạt gạo tôi là lần đầu tiên nạp cái gói này mọi người. Gói cái mũ khu câu cổ. Phải trưởng. Này, gói sản phẩm cao cấp mình được 335 kim cương nè, cộng với là 3 cái trứng nha mọi người ha. Chắc các bạn xem clip mình nhiều bạn cũng biết cái gì. Rồi thì mấy bạn chưa gì thấy là lên 595 kim cương ha mọi người ha. Mấy bạn còn nhận trong đây cái nữa nè.
Đó, nhận trong đây cái gọi là được mới kim cương đấy nha mọi người, 10 với lại cái này là 25 đó. Lên 630 rồi mọi người, chỉ là lên 400 kim cương các bạn ha. Ngoài ra thì các bạn hàng tháng á, ở lòng 7 hàng ngày thì các bạn có thể nhận, mấy bạn nhận được một cái gọi là cái móc đó nữa nha mọi người nhé. Mọi người các bạn sẽ nhận ở đây số kim cương đó, bạn nào biết rồi thì thôi ha. Đây, thì mình sẽ mua cái gói này nha mọi người ha. Mua gói này cho vợ mình luôn, gói đầu nữ nè. Wow, dễ thương nha. Mua luôn 150 kim cương nè. Đó. Ok, rồi tôi sẽ nhận luôn, tôi không để bà nhận nha mọi người. Hay là mình nhận xong rồi mình giấu luôn mọi người nha. À đó, tôi làm thử cho bạn coi xong rồi thấy cái tôi giấu luôn nha mọi người. Bây giờ mình chơi gì nó mới sốc các bạn, khoan từ từ ha. Từ từ để tôi mặc bộ đồ cho cái đã. Rồi mặc thử cho bạn xem nha. Ôi, dễ thương vậy, phù hợp với cái tóc mà mọi người ơi. Đẹp nha, xinh nha các bạn ơi. Wow, dễ thương trời. Nội ơi, cái gì ta? Để tôi kiếm một cái đầu dài khác phù hợp hơn không mọi người nha. Mình thấy cái đầu dài trên này nó cũng phù hợp rồi mọi người. Thấy màu xanh nó cũng phù hợp lắm đúng không? Rồi mình lấy ra mang đâu này đi, hòa chung với cái màu này các bạn. Đó, dễ thương chưa? Trời ơi, tính gì tính nghe là đồ nữ, nhìn như cái tóc nó dễ thương dữ. Trời đẹp dữ hả? Mười đẹp. Nó chịu rồi. Rồi các bạn bây giờ mình sẽ giấu đồ này các bạn. Trước khi giấu mình sẽ làm như thế này cái nha. Tôi sẽ chụp hình như đây cái nha mọi người nha. Đó, chụp hình nào. Ủa dạ, bấm vô chụp hình chứ. 5 cây si. Hộp. À, thì ra cái tụi sẽ sử dụng cái hình này. Xong rồi cái tụi giấu bộ đồ đi nha mọi người nha. Kiểu như mình để cho vợ mình biết là mình đã mua rồi. Nhưng mà rốt cuộc là mình bỏ đâu á. Thì ra là vẫn kiếm không thấy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ cái đôi dài. Đôi dài thì mặc đôi dài này cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài nha. Đi ra ngoài bỏ cái mannequin ra. Còn xe ra ngoài không được ta. À, để tôi xây cái này ra coi. Không không, bây giờ tôi sẽ giấu đây đi mọi người, giấu đây được không ta? Bây giờ tôi sẽ kéo cái này ra chút ra xíu nha. Tôi bỏ cái con mannequin đen này vô mọi người, nâu nâu này kiểu như vậy sẽ khó nhìn hơn các bạn. Ok, tôi sẽ để đây. Rồi tôi sẽ mang bộ đồ trong mannequin nha. Idol mà, idol mannequin này vô đó. Tôi giấu làm gì? Rồi làm sao mà biết được đúng không? Rồi tôi lấy cái này tôi che lại. Rồi đó, rồi vậy làm sao mà thấy được đúng không? Nếu mà không chú ý là không thấy được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mặc bộ đồ như thế này luôn nha. Cho bà vô bà có gì bà hỏi coi như thế nào nha mọi người. Chưa chưa? Tôi về để tôi báo tôi che cho bà cái nè. Đấy các bạn thì vợ mình đã vô trong Discord mọi người nhé. Thì thành ra là bây giờ mình sẽ nói chuyện vợ mình nghe nè. Nhưng mà vợ mình còn ngại nói chuyện mọi người, còn mắc cỡ không có nói chuyện mà nghe được. Thành ra chỉ có chat thôi mọi người ha. Rồi rồi, rồi tôi leo qua tới nè. Sao sao anh phải là kiếm kim cương cho em đó được chưa? Ok chưa? Wow, lên 400 mấy kim cương hả? Chứ sao? Trời, thì anh kiếm cấp tốc không? Rất là mau luôn ha. Ghê chưa? Quá dữ. Vậy vậy em mua con mới nha. No 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 no, anh mua rồi cho em rồi đó. Em coi cái avatar đi. Nè, có avatar nè, là con đồ mới rồi mà. Ủa gì hả? Đây mặc vô. Mặc vô đi, được á. Rồi rồi kiếm mặc vô đi nha. Rồi các bạn, là tôi đã tắt mic rồi nha mọi người nha. À đang có ông thoại đang kiếm bộ đồ mọi người. Thấy đang lựa lựa nhưng mà chắc là không thấy đúng không? Dễ gì thấy được, tôi giấu nhà sao thấy được đúng không? Rồi để tôi mở mic lại không để bạn nghi ngờ mọi người, tôi mở lại nha. Sao rồi? Sao kiếm lâu dữ vậy? Ủa sao không có anh á? Ủa anh có mua rồi mà. Anh để em đó, anh chưa có mặc vô á. Đây em kiểm tra trong thư rồi. Không có luôn hả? Ủa gì kỳ ta, thì anh để đó cho em mặc vô thử em trải nghiệm chứ đâu có mặc trước đâu. Em sao á, em kiểm tra kỹ rồi đây. Hào anh. Ủa anh đã chụp hình tức là anh đã mặc rồi. Bị phát hiện rồi mọi người. Bị phát hiện rồi các bạn ơi. Cái gì ta, chịu rồi. À, đâu có biết gì đâu, không biết gì chân á. Nói chung là anh không có biết gì chân em ơi. Anh đã giấu ở đâu? Khai mau hả? Có giấu đâu, không có giấu mà, trong thư á. Nhanh nè. Thôi bây giờ sẵn tiện đi thôi, anh để trong nhà, em vô nhà em kiếm đi. Vô nhà kiếm nó để trong nhà. Rồi 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 rồi, bà vợ tôi đã đi vô nhà rồi các bạn. Bây giờ mình đi theo vô nhà coi có bà kiếm như thế nào nha. Đâu có thấy gì đâu, anh giấu rồi phải không? Có đâu, đâu có giấu đâu, không có giấu. Em kiếm kỹ nữa đây, kiếm kỹ nữa đây, nó nằm đâu đó đó. Thiệt mà. Hay là anh tái chế rồi ha? Có đâu. Lại gì có, buông trong gửi dương cương mà tái chế gì trời. Không có đâu, thiệt mà, kiếm kỹ đi. Vậy anh để trong nhà nè. Ê ê ê. Đấy, không có đó đâu nha. Ê, hình như là bà thấy rồi mọi người ơi. Có chưa,
đây rồi, anh dám giấu hả? Thì thật ra là cho anh xíu thôi mà, cho anh Việt Nam xíu thôi mà, có gì đâu căng sao vậy ta? Vậy này thì giấu, tối nay ngủ gầm cầu nha. Cái gì vậy? Chỉ vậy là sao vậy? Trời đất ơi, thôi chịu các bạn, hồi nãy đầu clip tôi quay ở gầm cầu chỗ này tôi thấy nghi nghi rồi, bữa nay có đi mình rồi mới cho có xíu thôi mà, giống độ thôi mà, quái trưởng trời. Ok các bạn, chắc có lẽ bây giờ mình sẽ trả kèo đi game ngày hôm qua cho các bạn nha mọi người nhé. Thì chắc là tối nay ngủ đây rồi đó. Ai chỗ này quen thuộc nha, cũng được á, kệ ngủ đại đi không sao đâu. Rồi, trả kèo bạn chọn các bạn bắn ở video ngày hôm qua nha. Quên nữa, ngày hôm qua mình có việc bận mình không có đăng video rồi các bạn, thành ra là mình trả kèo video ngày hôm kia nha mọi người ha. Rồi, video ngày hôm kia là cái minigame kết bạn nha. Rồi, trước khi trả kèo minigame mình nói cái minigame chúng ta ngày hôm nay là gì ha. Minigame chúng ta ngày hôm nay là gọi là mình trả lại cái gói là 18 thỏi vàng các bạn nha. Nếu bạn nào không muốn nhận gói 18 thỏi vàng thì cũng có thể kết bạn với mình nha mọi người ha. Rồi bây giờ để tham gia cái minigame mình, bước đầu tiên là các bạn like video nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông các bạn nha. Nhớ like đăng ký kênh các bạn ha. Cái bước thứ hai là các bạn để lại tên trong game của các bạn nha, cộng với cái ID giùm mình. Nhớ lần này phải có ID mình tặng quà cho các bạn được ha. Nhớ ID bấm sao chép ra nha mọi người ha. Cái bước thứ ba là các bạn ghi lời nhận gói 18 thỏi vàng nha. Ok, rồi chọn các bạn may mắn kết bạn với mình qua video ngày qua thôi. Bạn may mắn sẽ là, rồi chúc mừng bạn Ara Play nha, kết bạn hả, rồi vậy sao, rồi gửi là kết bạn rồi nha bạn nha. Ê bạn nè, qua ta để tóc giống tôi nè, ok nè các bạn. Ok các bạn, thì tôi ngủ dưới đây đó các bạn nha. Bạn nào mà chưa có mua bộ đồ này ngày hôm nay thì nhớ tranh thủ vô mua nha mọi người ha. Rồi tại vì đồ này có 150 kim cương mà nó khá là rẻ mà cũng khá là đẹp luôn, các bạn nhớ đừng bỏ qua nha. Nếu mà bỏ qua thì không biết là khi nào sẽ quay lại đó các bạn. Gói này nó sẽ hiển thị cho mình trong vòng 12 tuần thì các bạn kiếm 150 kim cương cũng khá là dễ đúng không? Mỗi ngày các bạn nhận phần quà thư trong chỗ này mà. Đó. Thì có thể nhận được là lên tới 100 kim cương một ngày đó mọi người ha. Ok. Vậy ha mọi người ha. Giờ thì gặp lại video sau nha. Bye bye.